Rồi, xin chào anh em. Thì để tiếp tục với clip hôm nay thì em test một con CD đàn ông DCD 1650GL dòng Limited Edition của đầu số 1650. Và hôm trước em con này em có đã có bán một con cho một bác khách ở Biên Hòa ha. Và hôm nay bác đặt một con nữa. Và bác đã chờ con này về. Và hôm nay em tập hợp được hai con rất là đẹp, phải gọi là đẹp xuất sắc và hoạt động hoàn hảo ha. Thì cái con ở trên là em, cái con này em test cho bác khách đây. Còn về còn cả catalog nha, còn catalog đầy đủ ha. Và ngoại hình thì cực kỳ đẹp, không còn gì để bàn luôn. Đó, hiện tại em đang hát cái con số 1 và đang chơi qua cổng ba lăng xuống con âm ly qua đường cổng ba lăng nha anh em. Đó, đối với 1650 GL thì cái dòng này nó có thể chơi được rất là nhiều thể loại, và đặc biệt anh em cho rằng đờn nông nó nặng về tiếng bass, nhưng em xin thưa rằng cái con này á và con 3500 RG hôm trước em có bán thì nó tiếng bass nó rất là tròn trịa nha anh em, tiếng bass rất là tròn trịa và rất là hay, không bị bể tiếng. Thứ hai nữa, dòng này nghe nhạc vàng cực kỳ hay nha, cực kỳ hay đó. Đó, rất là đẹp nha anh em. Về là em chỉ khui ra không cần vệ sinh luôn, không có vệ sinh, không làm bất cứ điều gì luôn, đã đẹp và mắt độc rất là tốt. Thì nó hai bên nó có hai cái hồi gỗ ha, sơn phủ bóng piano rất là đẹp ha. Nó cùng khi mà anh em để lên bộ vàng chúng ta những con âm ly Acoustic đời mới á, đời cao cấp, thì nó cái size nó to hơn chút xíu và để còn lại nó rất là bằng, rất là đẹp luôn. Và mặt vàng chanh phay nhôm nè, mặt phay nhôm vàng chanh này cùng tông màu với em này thì nó rất là sang trọng rồi. Và chất âm thì nó không thua kém như anh em. Anh em biết là những cái con CD mà có cổng ba lăng ra thì cái chất âm rất là tuyệt vời nha. Chất âm rất là tuyệt vời. Thì cái giá thành của anh em để bỏ tiền ra mua con CD này chơi rất là ok nha. Giá nó trên dưới 11 triệu. Đó, chơi rất là ok, kèm khiển zin nha anh em. Mắt mũi, nếu mà anh em nói mắt mũi này thay vô tư nha, có hết nha. Anh em khỏi lo ha. Cái nắp lưng nó cũng được làm bằng nhôm phay nữa ha. Rất là đẹp, không có gì để bàn cả. Đó. Rồi em sẽ cho nó chạy bản số 1 trước nha. Đó, em bấm qua số 1 nè. Đọc ngày ha. Test bằng đĩa CD của chị Linh ha, tình yêu cách rỡ ha, đĩa phôi của Lằng Văn nha. Tôi bước vào yêu sợ một ngày đau thương tay, khi ấy là khi tình yêu em thương nhau rồi. Tình bóng của tôi mờ đi lặng trong tim người, để lại bao nhiêu cơn sầu heo trong lòng. Rồi bây giờ em sẽ test mắt độc ha. Mình chỉ cần bấm vào bảng đại thái xa xa đi. Đó, số 8. Đọc ngày ha. Con này đọc mắt rất là tốt nha anh em. Và em sẽ mời anh em thưởng thức một đoạn nhạc trong bản này ha. Suy tư trong những chiều buồn.
mai đây em khóc nhiều tay trắng bên anh nào mong mơ nhiều cũng chỉ bằng vì yêu nên muốn xa người em ơi đừng nói xa nhau yêu em yêu mỗi duyên đầu xa em dù biết khổ đau dứt bỏ tình yêu không ngờ anh nghèo biết tình làm sao thì thôi nhé em có còn yêu anh như hôm nào còn nhiều em ơi nên lắm khổ rồi hiện tại thì em còn hai có hai con á, và em giao một con thì em còn lại một con à, vì vậy em cũng xin nhắc lại cái giá luôn, giá của nó là trên dưới 11 triệu và hiển riêng đầy đủ nha anh em đó. Thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345. Anh em có thấy là cảm nhận được là cái chất âm của em nó từ nhạc vàng tới tình nó rất là ngọt ngào nha, không giống như những con CD ví dụ như AZ hay là AL, nó không có ngọt ngào như em này đâu. Những dòng này là dòng limited này, anh em đã biết rồi ha. Ở đây em xin kết thúc và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo của em. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.